Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tông Vlog Video của mình. Hiện tại là mình đang đứng trước khu phố Tết vượt thời gian của Coca-Cola tổ chức nha các bạn. Và nó nằm ở trong sân vận động Hoa Lư, lối vào cổng số 3, số 4, đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Đây là thời gian và những cái quy định mà khi vào cái khu phố Tết vượt thời gian này nha các bạn. Các bạn tìm đường đi đến đây thì cũng rất là dễ, các bạn chỉ cần gõ Google tìm cái sân vận động Hoa Lư là sẽ ra thôi. Thì cái khu phố này được trang hoàng với 4 dáng dấp của Tết Việt qua 4 thập kỷ nha các bạn, từ những năm 80 cho đến nay. Và mình đang tiến lại một cái không gian rất là hiện đại, có một cái phòng khách có đầy đủ tiện nghi. Thì mình thấy cái cách bày trí và cái cách trang trí ở đây rất là tỉ mỉ đến từng chi tiết luôn nha các bạn. Trên bàn ăn thì mình thấy có đồ ăn nè, có nước uống, đặc biệt là có Coca-Cola, có đầy đủ những cái món hương vị của ngày Tết, hoa, hoa mai, những cái hoa mà thường thường ngày Tết mình ưa mua nè, hoa cúc rồi vân vân, rất là nhiều. Và đây các bạn có thể thoải mái chụp ảnh, nhưng mà các bạn đừng có làm xê dịch hay là làm hỏng những cái vật trang trí ở đây nha, sẽ có bảo vệ nhắc nhở các bạn ấy. Và thực sự cái cảm giác của mình á, lâu lắm rồi mình mới trở lại cái không gian mà như hồi nhỏ, như cái hồi xưa, như là những cái căn nhà cũ được ăn Tết cùng với bố mẹ mà lúc mà còn nhỏ xíu luôn á. Thì bây giờ ở đây á, họ tái hiện lại cái không gian này là năm 2000 nè, ở đây nó có để các bạn, nó họ tái hiện lại mà làm mình cái cảm giác là bồi hồi xúc động kìa. Nó y bon như là hồi những cái căn nhà mình ở hồi xưa dưới quê vậy á các bạn. Gần Tết thôi mà thấy mấy cái cảnh này cảm thấy mà nôn, rất là nôn về nhà luôn các bạn à. Happy New Year 2000, năm 2000 này là lúc này là mình mới có bao nhiêu tuổi ta, mới có 9, 7, 8 tuổi, còn nhỏ, cái không gian hoài niệm lắm, bồi hồi ghê luôn đó các bạn ơi. Năm nay thì mình thấy cái chuỗi sự kiện của Coca-Cola tổ chức đó, nó rất là nhiều ý nghĩa luôn. Nào là có cái siêu thị không đồng, rồi có cái bàn ăn mà dài nhất thế giới, lớn nhất thế giới cũng được tổ chức tại cái sân vận động Hoa Lư này luôn nha các bạn. Thì ở đây là hội tụ đầy đủ theo cái chuỗi sự kiện của Coca-Cola tổ chức luôn á. Thì mình thấy họ mở từ hồi tháng 12 tới giờ cũng được 1-2 tuần rồi đó. Thì chắc là mọi người cũng đã biết đến cái nơi này rất là nhiều rồi. Cho nên đó là bữa nay mình đi mình thấy hơi vắng, hay là do là mình đi buổi trưa ta. Mình thấy vẫn có lai rai vài người chụp ảnh. Nói chung mà đi chụp hình Tết á, mà các bạn lựa cái chỗ vắng á, thì các bạn tha hồ mà thảo dáng luôn. Cho nên cái điều này rất là làm mình hứng thú luôn nha các bạn. Mình bước qua cái chỗ kế tiếp đó chính là những cái cuốn băng cho thuê, cái cửa hàng cho thuê băng đĩa. Hồi xưa ở dưới nhà mình á, là có làm mấy cái này luôn nha các bạn. Cho thuê băng, lúc mà chưa ra đĩa CD á, là cho thuê băng xong rồi khi mà coi hết cái cuốn băng đó phải dùng bằng tay xả ngược lại coi lại tiếp á. Một cuốn băng thuê là hồi xưa là bao nhiêu ta, 1000 hay 2000 gì á các bạn. Ở đây có những cái bộ phim luôn, là Hồ Sơ Chính Xác 1234, rồi Thần Điêu Đại Hiệp, rồi Bằng Chứng Thép. Đó là những ký ức của mình ùa về rất là nhiều. Đây là cái kỷ niệm năm, đúng rồi, năm 1995, cái khoảng thời gian đó cho đến năm 2000 nha, thì bắt đầu giao thoa lại qua cái đầu máy CD á, thì băng nó mới bắt đầu là hết sử dụng nha các bạn. Và đây là cái không gian và cái cảnh của cái ngôi nhà năm 1995 này nha các bạn. Đây các bạn thấy không, cái rèm cửa là được làm bằng cái loại vải mà truyền thống từ hồi xưa, có sẵn cái gạch này, gạch tàu nè. Cái tivi cũng cổ, cái tivi trắng đen á các bạn, rất là cổ, bàn ghế cổ kiểu mà đen đen đó, chứ không phải là nâu nâu như bây giờ đâu nha. Và mình nói cho các bạn biết, thì cái sự kiện đặc biệt ngày 8 tháng 1 tới đây á, sẽ là cái sự kiện mà là xác lập kỷ lục bàn ăn vượt thời gian đông nhất thế giới, quy tụ hàng ngàn gia đình và người nổi tiếng cùng tham gia nha các bạn. Nếu ngày 8 tháng 1 các bạn có rảnh và có thời gian thì các bạn hãy đến đây để cùng chiêm ngưỡng nha. Và đây là mình sẽ qua bên cái chỗ mà bán đồ ăn, bán bánh hồi xưa, những cái loại bánh hồi xưa. Còn cái này là cái tiệm mà Âu Phục, chứ không phải là tiệm may đồ, người ta kêu bằng là Âu Phục Sài Gòn. Thì ở dưới quê mình á, hồi nhỏ mẹ mình cũng ưa có cái bàn máy may cũ của ông bà ngoại á, để lại và ngồi đạp may. Nó không phải hiện đại như bây giờ đâu nha các bạn. Còn bên đây là không gian sạp báo của Sài Gòn,
và những cái cảnh vật ở ngoài của Sài Gòn. Đây là cái ngôi nhà năm 1985 này các bạn, nó còn cũ hơn cái ngôi nhà năm 1995 nữa. Thì lúc này là cái khoảng thời gian này là mình chưa có sinh ra đời nha, cái kiểu nó còn băng cassette màn hình trắng đen. Khi mà mình ngồi vào cái bàn may đồ này á, mình cảm giác mình nhớ lại rất là nhiều cái ký ức hồi xưa lắm kìa. Còn đây là cái bàn ủi mà bỏ than vào á, của chắc là chỉ cho mấy người già mà hồi xưa họ biết cái cách làm thôi, khó ủi lắm á các bạn. Và mình sẽ đi qua bên cái chỗ bên này là cái chỗ bán nước và bánh kẹo hồi xưa. Thì mình thấy ở đây á, là có mì gói, mì tôm mà 500 đồng một bịch hồi xưa á, mì nhỏ nhỏ và cái những cái xí muội, rồi bánh đô tai heo, những cái Coca-Cola chai, hồi xưa là bằng chai chưa có lon nha các bạn. Đó. Đây là những cái gói mì thần thánh và tới bây giờ là mình vẫn còn mua ăn luôn nha, mình rất là thích ăn mì sống luôn nha các bạn. Di chuyển qua bên này là mình thấy cái tờ lịch từ năm 1995, lúc này mình đã được 4 tuổi thì không biết cái tờ lịch đó ra sao. Ở đây là mình thấy có điện thoại nè, đúng là điện thoại quay bằng tay nè, bằng cassette, TV. Đây là những ký ức mà mình rất là xúc động luôn. Và bây giờ là mình sẽ đi ra phía đằng sau nha. Ở đây là mình có thấy bán những cái đồ ăn thức uống. Các bạn nếu mà các bạn muốn ăn muốn uống thì ở đây thì giá cả cũng phải chăng thôi. Có những cái máy tự động mà toàn là Coca-Cola và nước suối. Ở bên đây là mình thấy có cái gắp thú, nhưng mà trong đây là mình thấy mấy cái chai của Coca-Cola chứ không phải là thú bông nha các bạn à. Ngoài ra thì mình có thấy là cái máy chơi game. Máy chơi game của cái anh này đang chơi. Đây là cái máy huyền thoại chơi đấu với nhau mà đứng bấm đập rất là hấp dẫn. Ở đây là một cái phòng tròn kêu lưu giữ kỷ niệm gì đó mình không biết. Ở đây là chơi cái trò thảy phòng. Thảy phòng này hồi nhỏ thì mình không biết có chơi hay không. Và qua bên đây, đây là công đang là những cái bàn ăn dài nhất, lớn nhất thế giới này các bạn. Và đang được chuẩn bị cho ngày 8 tháng 1 để tất cả mọi người đều được tham gia nha. Rất là hồi hộp luôn. Thì ngoài ra những cái trò chơi từ những thế kỷ trước thì mình thấy ở đây có những cái bức ảnh treo lên tường hồi nhỏ, hồi đó hồi xưa thì ưa chụp ảnh mà lấy liền xong rồi treo lên mấy cảnh Hàn Quốc đó các bạn, thì ở đây cũng được tái hiện. Ngoài ra có một cái trò chơi dân gian rất là ai ở đây cũng đều biết, đó chính là cò chẹp các bạn à. Một cái trò chơi huyền thoại tới bây giờ rất ít nhiều nơi giữ được cái nét này. Thì đây là cái không gian mà mình xin giới thiệu cho các bạn. Thì các bạn hãy tranh thủ đến đây nha. Tại vì ngày 8 tháng 1 là sẽ kết thúc rồi. Cho nên các bạn hãy ghé đây tham quan tại sân vận động Hoa Lư nha các bạn, của Coca-Cola tổ chức. Thì video của mình đến đây là xin kết thúc. Các bạn hãy nhớ like, share và đăng ký kênh Công Vlog Bio cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau. Bye bye.